Tiếp nối đồng Nai ngày mới sáng nay, mời quý vị cùng đến với bản tin Thế giới đa chiều trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ Anh thông báo Mauritius sẽ nắm chủ quyền quần đảo Chagos sau khi hai nước đạt được thỏa thuận lịch sử, chấm dứt tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ. Israel không kích một tòa nhà ở miền Nam Liban khiến 15 thành viên Hezbollah thiệt mạng. thưa quý vị hôm qua chính phủ anh cho biết họ sẽ từ bỏ chủ quyền quần đảo chagos và trao toàn quyền quản lý cho Mauritius. điều này cũng đã được ghi trong một thỏa thuận cho phép những người phải di dời cách đây nhiều thập kỷ được trở về nhà trong khi london vẫn được sử dụng căn cứ quân sự của anh mỹ tại diego garcia hòn đảo lớn nhất chagos trong một tuyên bố, Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy cho biết tranh chấp chủ quyền và những thách thức pháp lý đang diễn ra khiến tương lai lâu dài của căn cứ tại Diego Garcia bị đe dọa. Theo ông thỏa thuận ngày 3 tháng 10, đảm bảo quyền sử dụng căn cứ quân sự quan trọng này cho tương lai. Theo đó, Anh được vận hành căn cứ quân sự tại Diego Garcia trong ít nhất 99 năm tới. Thỏa thuận cũng cho phép những người phải di dời khỏi Chagos cách đây nhiều thập kỷ được trở về nhà. Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi thỏa thuận giữa Anh và Mauritius Coi đây là minh chứng rõ ràng cho thấy, thông qua ngoại giao và hợp tác, các quốc gia có thể vượt qua những thách thức lịch sử để đạt được kết quả hòa bình và cùng có lợi. Anh kiểm soát khu vực này kể từ năm 1814 đã tách Chagos khỏi Mauritius vào năm 1965 để thành lập lãnh thổ Ấn Độ Dương. Vào đầu những năm 1970, anh đã trục xuất gần 2.000 cư dân đến Mauritius và Seychelles để nhường chỗ cho căn cứ không quân trên đảo Diego Garcia, nơi mà anh đã cho Mỹ thuê vào năm 1966. Một nghị quyết không ràng buộc tại Đại hội đồng Lập quốc năm 2019 cho biết anh nên từ bỏ quyền kiểm soát các đảo ở Chagos và rằng anh đã ép buộc người dân phải rời đi một cách sai trái. Quân đội Israel cho biết ngày hôm qua họ đã loại bỏ 15 chiến binh Hezbollah ở miền nam Liban và ném bom Beirut sau khi lực lượng của họ phải hứng chịu ngày đẫm máu nhất trên mặt trận Liban trong gần một năm qua. Theo thông tin giới Israel đưa ra, cuộc không kích của quân đội nước này vào một tòa nhà ở thị trấn Bin Bein ở miền nam Liban đã khiến 15 thành viên Hezbollah thiệt mạng. Cùng ngày, Israel đã không kích vào quận Bajura của Beirut, cách tòa nhà quốc hội Liban vài trăm mét. Bộ Y tế nước này cho biết vụ không kích khiến 9 người thiệt mạng. Cơ quan Y tế Hồi giáo, một nhóm phòng thủ dân sự có liên hệ với Hezbollah, sau đó xác nhận 7 thành viên của nhóm nằm trong số những người thiệt mạng. Israel tăng cường không kích Liban sau khi giới chức quân sự nước này cho biết, ngày 2 tháng 10, 8 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh trên bộ ở miền Nam Liban khi họ tiến vào quốc gia láng giềng liên quan đến cuộc chiến Israel tiến hành tại Gaza. Hôm qua, quân đội nước này cho biết trong các cuộc không kích cách đây 3 tháng, họ đã loại bỏ quy Mustaha, người đứng đầu chính quyền Hamas ở Gaza, cùng với các quan chức an ninh cấp cao Sameh al-Sira và Sami od. Liên quan đến tranh cãi xung quanh vụ Iran tấn công tên lửa với Israel hôm 1 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmae Badhae hôm qua cho biết Tehran coi lời lên án của nhóm các nền công nghiệp phát triển G7 về vụ tấn công là thiên vị và vô trách nhiệm. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã chỉ ra trách nhiệm rõ ràng của các nước G7, đặc biệt là Mỹ, trong việc làm gia tăng tình trạng mất an ninh và bất ổn ở Tây Á do cung cấp vũ khí, hỗ trợ tài chính và chính trị cho bên xâm lược là Israel. Trước đó, trong tuyên bố được đưa ra vào hôm 2 tháng 10, các nhà lãnh đạo G7 đã lên án cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm vào Israel, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về khủng hoảng ở Trung Đông, Tuy nhiên, theo các lãnh đạo, giải pháp ngoại giao vẫn có khả năng giải quyết tình hình hiện tại, đồng thời khẳng định việc xung đột lan rộng trên toàn khu vực sẽ không có lợi cho bất kỳ bên nào. Trong chuyến thăm bất ngờ tới Kiev vào hôm qua, tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết việc thúc đẩy sản xuất công nghiệp phục vụ quốc phòng sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Rutte nêu rõ, hỗ trợ Ukraine và bổ sung kho dự trữ của chúng ta đồng nghĩa với việc tăng cường sản xuất công nghiệp, và đó sẽ là ưu tiên của tôi. Đó là lý do vì sao tại Washington, các đồng minh đã nhất trí tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng của chúng ta. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích các nước phương Tây trì hoãn việc cung cấp tên lửa tầm xa, loại vũ khí mà ông cho là rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Ruste, ông Zelensky nhấn mạnh, Chúng tôi cần đủ số lượng và chất lượng vũ khí bao gồm cả vũ khí tầm xa mà theo tôi các đối tác của chúng tôi đang trì hoãn. Ông Zelensky đã thảo luận về tình hình chiến trường và kế hoạch chiến thắng của Ukraine với ông Ruste trong chuyến thăm đầu tiên của tân tổng thư ký NATO tới Kiev. Ông Zelensky kêu gọi các đồng minh cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Vào ngày ông Ruste tới thăm Kiev, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng số thương vong kể từ ngày Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công vào vùng Kursk của Nga đã vượt quá 19.850 người. Tòa án Đan Mạch hôm qua đã buộc tội hai thiếu niên Thụy Điển với cáo buộc họ sở hữu 5 quả lũ đạn và kích nổ hai quả trên nóc tòa nhà gần Đại sứ quán Israel ở Copenhagen. Theo các điều tra viên không có thương vong nào được ghi nhận trong hai vụ đổ vào ngày 2 tháng 10, tuy nhiên tòa nhà gần đại sứ quán Israel đã bị hư hại. Nghi phạm của vụ việc là hai thiếu niên Thụy Điển, 16 và 19 tuổi bị bắt giữ trên một chuyến tàu tại nhà ga đường sắt chính của Copenhagen. Hai đối tượng này hôm qua đã bị thẩm vấn và buộc tội tại tòa án thành phố. Lực lượng cảnh sát cho biết nghi phạm thứ ba, 19 tuổi bị bắt giữ ở nơi khác tại thủ đô của Đan Mạch nhưng đã được thả sau khi thẩm vấn. Năm nay ít nhất 10 người Thụy Điển đã bị buộc tội ở Đan Mạch với tội danh cố ý giết người hoặc tàn trữ vũ khí, làm dấy lên chỉ trích về sự lan rộng của tội phạm có tổ chức. Cơ quan chức năng đang điều tra xem Đại sứ quán Israel có phải là mục tiêu chính của vụ nổ mới nhất hay không. Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 8 trường học tại bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, đã bị gửi thư đe dọa đánh bom, buộc nhà chức trách điều động cảnh sát và đội ra phá bom mìn đến các cơ sở này. Tám trường ở huyện Tiruchirapalli, cách thủ phủ Chennai của bang Tamil Nadu khoảng 333 km về phía tây nam, đã nhận được email đe dọa đánh bom từ những đối tượng nặc danh. Ban giám hiệu nhà trường đã báo cảnh sát sau khi nhận được nội dung đe dọa. Ngay sau đó, đội ra phá bom mìn cùng chó nghiệp vụ đã được điều tới các trường này và tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, họ không phát hiện điều gì khả nghi. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Đây là vụ việc mới nhất trong số hàng loạt lời đe dọa đánh bom giả được gửi tới các trường học, sân bay, trung tâm mua sắm và bệnh viện tại Ấn Độ trong những tháng qua. Ngày 2 tháng 10, nhà ga đường sắt Hanumanga tại bang Gajasthan đã nhận được thư đe dọa đánh bom tại một số nhà ga và cơ sở tôn giáo trong bang và bang Madhya Pradesh lần cận. Còn hôm qua, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một bệnh viện ở phía nam Đài Loan, Trung Quốc khiến ít nhất là 9 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra vào thời điểm bão Rathon đổ bộ lên hòn đảo này. Vụ hỏa hoạn xảy ra ở huyện Bình Đông, vùng đất mũi cực nam của Đài Loan, giáp thành phố Cảng Cao Hùng. Đây là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Rathon, với lượng mưa như trút nước và gió giật mạnh, khiến một số khu vực hoàn toàn tê liệt. Theo cơ quan chức năng, các trường hợp tử vong trong vụ cháy là do hít phải khói. Nguyên nhân gây hỏa hoạn hiện vẫn đang được điều tra. Chính quyền đã huy động binh sĩ từ một căn cứ quân sự gần đó, đeo trợ nhân viên y tế và lính cứu hỏa sơ tán bệnh nhân và chữa cháy. Theo báo cáo, 176 bệnh nhân đã được chuyển đến nơi trú ẩn. Chính quyền trước đó đã sơ tán khoảng 10.000 người khỏi các khu vực miền núi hoặc vùng trũng dễ bị sạt lỡ. Cơn bão đã gây mất điện trên diện rộng và cản trở, giao thông nghiêm trọng. Vâng thưa quý vị, Romania là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc chính của Liên minh châu Âu EU, nhưng nắng nóng, hạn hán và sa mạc hóa đã ảnh hưởng đến cây trồng tại khu vực miền Nam nước này. Giới khoa học đang nỗ lực giúp người dân thích ứng với tình hình. Ở miền Nam Romania, một số nông dân đã mất hơn 90% bắp và ba vụ hoa hướng dương do hạn hán. Gabriel Spray là một trong số họ. Ông cho biết Thông thường cây hướng dương sẽ cao từ 1m7 đến 2m, nhưng bạn có thể thấy những cây này chỉ cao khoảng 1m, nó bị thiếu nước nên không phát triển mạnh. Mùa hè năm nay, đợt nắng nóng kéo dài một tháng đã làm khô đất và ảnh hưởng tới quá trình thụ phấn của hướng dương và bắp. Ông Gabriel từng thu hoạch được 7 đến 10 tấn bắp mỗi hecta, nhưng năm nay thì khác. Năm nay chúng tôi trồng 300 hecta bắp nhưng không thu hoạch được gì. Đôi khi tôi muốn bán hết tất cả. Tôi không biết làm sao để có thể tiếp tục sản xuất vì tình hình rất khó khăn. Bộ Nông nghiệp Romani hứa sẽ hỗ trợ cho nông dân 200 euro cho mỗi hecta bị mất mùa. Các biện pháp bổ sung đang được xem xét như chương trình bảo hiểm mùa màng có thể chi trả tới 600 euro cho mỗi hecta. Ở Romani, những đợt hạn hán không phải là mới nhưng đang trở nên dữ dội hơn. Các nhà hoạt động vì môi trường đang giống lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng hồ cạn kiệt và sa mạc hóa. Để giúp nông dân thích nghi với biến đổi khí hậu, Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa Thực vật trên bãi cát Dabu tập trung vào các loại cây trồng thay thế gồm đậu phộng, táo tàu và khoai lang. Bà Alina Barashiv, quan chức của Viện cho biết, loại táo này chịu nhiệt cao rất tốt và chịu được các điều kiện đất đai ở đây. Điều này cho chúng tôi hy vọng rằng đây là loại cây có nhiều triển vọng. Cùng với việc tìm cây trồng thích hợp, ông Octavian Perth Senu, chuyên gia về khí hậu cho biết việc tái trồng rừng có thể là giải pháp để sử dụng đất và chống lại biến đổi khí hậu. Nghe theo lời khuyên đó, kiểm lâm viên Dan Popescu đã trồng cây trên các lô đất trước đây là đất nông nghiệp, sau đã bị sa mạc hóa. Ông cho biết, thời gian trước nơi này toàn cát, bây giờ chúng tôi có một khu rừng tuyệt đẹp. Nó bắt đầu hình thành một lớp mùng hữu cơ dày khoảng 1,5cm và điều này sẽ đảm bảo tính bền vững của khu rừng. Chủ sở hữu đất có thể khai thác gỗ. Đánh giá cao giải pháp của ông Popescu, chính phủ Romani dự kiến sẽ nhân rộng mô hình được đánh giá là cũng sẽ giúp chủ sở hữu đất kiếm được tới 26.000 đô la Mỹ cho mỗi hectare.